Lời đầu tiên, Minh Hoàng gửi lời chào trân trọng đến quý vị và các bạn thân mến. Dạ, Minh Hoàng chào chú. Chào Minh Hoàng. Dạ, chú chào quý vị khán giả cộng đồng mạng nha chú. Chào quý vị khán giả trong nước và ngoài nước. Chào Minh Hoàng. Chúc Dạ. mọi người trong nước và ngoài nước được nhiều sức khỏe và làm ăn phát đạt. Dạ, cảm ơn chú. Chú cho mọi người biết chú tên gì nè, bao nhiêu tuổi và đến từ đâu chú? Chú năm nay chú sinh hiện chú ở về Tiền Giang. Chú sinh 1958. Dạ, chú tên gì chú? Chú tên là Nguyễn Đắc Thành. Nguyễn Đắc Thành, sinh năm 1958. Năm 58 là năm nay chú Thành 66 tuổi ha. Còn giấy chú thì năm ra 1961. Giấy chú nhỏ hơn 3 tuổi. Dạ. Nhưng mà cái tuổi đúng của chú là 66 tuổi phải không chú? Đúng rồi. Dạ. Sao? Chú Đắc phải không? Nguyễn Thành Đắc. Nguyễn Thành Đắc. Nguyễn Thành Đắc. Chú Đắc đến từ Mỹ Tho, Tiền Giang ha. Dạ. Rồi chú Đắc là chú có cho phép Minh Hoàng sử dụng hình ảnh của chú đăng lên mạng xã hội không? Đồng ý. Mọi khiếu nại sau này của gia đình cũng như bản thân chú Đắc yêu cầu Minh Hoàng tháo gỡ bỏ video là không được hả chú? Đồng ý. Chú Đắc phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước lời nói của chú ha. Đồng ý. Chú Đắc là hôn nhân của chú và cô như thế nào rồi chú? Chú với cô là coi như là ly dị năm 2019 bây giờ. 2019 là mới đây 5 năm rồi hả chú ha? Là 19 bây giờ. Dạ. Cô chú được bao nhiêu người con chú Đắc? Một đứa con, một người con. Có một người con à ha. Một người con nhưng mà cái vợ chú là hai. Hai hai người con nữa là ba ba người con. Ồ, chú có thêm người vợ trước nữa, người vợ trước là như thế nào chú có? Hồi trước thì không có hôn thú, rồi sau này cũng gia đình đó, rồi bắt đầu mới thôi thôi là coi như năm 2009 2008 gì bắt đầu mới cưới vợ, sau đó là coi như là về sống với cô tới giờ này mà cũng trong gia đình cũng không được vui vẻ, thành ra bây giờ ly dị cũng mấy năm nay rồi chú. Vậy Vậy là cuộc sống của mình chú cũng hai hai bến rồi chú ha. hai bến, đúng rồi hai bến. Dạ, chú được bao nhiêu ba người con mà bao nhiêu trai bao nhiêu gái chú Đắc? Hai chú Thành, hai hai trai một gái. Hai trai một gái. Chắc lớn hết có gia đình ở riêng hết rồi hả chú? Ở riêng hết rồi, Dạ. riêng tư hết rồi. bây Hiện giờ nay bây giờ chú ở một mình chú. dạ chưa ở Tiền Giang là nhà của chú luôn ha, là nhà của ai chú? Đúng rồi, nhà của chú luôn. Dạ. Chú đứng tên luôn nhà chú. Rồi hiện nay chú làm công hiện nay chú làm công việc gì chú? Chú hả? Chú thì mấy mấy năm trước thì còn sống với thím thì mua bán quán cà phê á, bán cũng cũng lâu lắm mà, rồi sau này chú thôi bả, rồi về về trong trong nhà trong vườn này, tới giờ chú không có làm ăn nữa, chú làm công việc khác, làm nghề tự do. Ồ, chú làm nghề tự do là mình làm cụ thể công việc gì được không chú?
thì nó ngay chú cũng còn số tiền á, rồi chú đưa cho mấy đứa cháu đi làm ăn vậy á, rồi tới tháng rồi nó đưa chú 5-6 triệu chú xài À, cũng giống như ổn định lắm. mình đầu tư hùn vốn vậy ha. Bây giờ mình không có làm gì hết trơn, thì sáng thì tiếu cà phê, chiều thì chạy xe đạp chơi xe đạp đua vậy đó, đi chơi thể thao đồ, còn buồn buồn thì đi câu cá rồi chơi giải trí à, chứ bây giờ chú thoải mái lắm. Ồ, quá khỏe. Chú ngồi ngồi lui ra sao chứ chú? Chứ chú thì ngay đời sống bây giờ chú thì mình nhìn lên mình không có hơn ai, nhưng mà đời sống thì chú cũng ổn lắm. Chú sao lúc này Minh Hoàng ưa quên quá ta, công việc lâu vui quá quên chú. Chú Thành hay chú Đắc? Chú Thành Chú Thành đúng không? chú Thành Chú Thành cao bao nhiêu chú? chú cao 1m6, nặng 59 kg. 1m6 nặng 59 kg. Giờ chú thường đạp xe xe cuột á ha. Chú nhà có chiếc xe cuột này con, ở sau lưng con nè, sau chung lưng chú nè. Rồi ngày chú cũng thổi sức khỏe chú rồi còn khỏe lắm, mà chú mới đi Hà Nội về cũng 7-8 ngày nay nè, chú đi xe. Rồi ở nhà thì chú chiều chú đi chạy xe đạp đua chạy chục cây số vậy, có khi sáng 5 giờ, có khi 6 giờ chiều, 5 giờ chiều chạy ngày cũng hay sức vậy đó, bởi sức khỏe ổn lắm. Trời, chú Thành à, chú xem chương trình Mảnh ghép yêu thương lâu chưa? Chú xem cũng lâu rồi, nhưng mà chú cũng nhìn tới nhìn luôn, nhìn đó nhìn luôn cũng hơi thích thích. Hôm nay thì chú lên chương trình của con vậy Thấy thích thích rồi, thôi. hôm nay quyết định thử thời vận lên chiến ha. Dạ chứ bây giờ mình lên vậy rồi biết người ta có thương mình không nữa. Đúng rồi, cái này còn phải đợi cái duyên nợ của mình, duyên nợ cái khúc cuối có không nữa. Đúng rồi, mình chọn người ta, người biết người ta có chọn mình không đó. Hai lần rồi mà nó cũng không mang lại cái sự hạnh phúc cho chú ha. Bởi vì nhiều khi cũng buồn chứ, nói nghe mình hả, mình nói ra thì mình nói xấu đàn bà thằng ra không, mình cũng không nói. Bây giờ mình nói biết nhiêu rồi cho nó đủ. Chú ở tại thành phố không Chú ở huyện chú? Huyện nào chú? nghe cái bè không, cái bè có dịp nào thì về đi ngang ghé chú chơi, còn mình chú thoải mái lắm. Chú ở cái bè, chú có thường đi đi với các bạn già đi hát karaoke nào không, ví dụ vậy? Không, chú thì cái môn đó thì chú không biết. Yếu rồi, chỉ có đạp xe với bạn thôi ha. Chỉ chú là nó nhậu cũng không có nhậu, bây giờ chỉ có là thuốc cũng không có hút, thuốc bỏ 6-7 năm rồi. Nhậu thì nó nghe nhậu thì chú uống chừng đi đám gì tiệc thì uống chừng lon nửa lon rồi thôi, chứ không có uống nhiều. Nhưng mà chăm cũng chơi cũng thích, nhưng mà không uống được nhiều thôi. Chứ cái môn mà thể thao là chú khoái à, thể dục thể thao là chú chạy đi, bạn bè đồ nhiều, sáng là uống cà phê chạy rồi tới trưa uống cà phê thôi. Con thấy chú ở cái căn nhà cũng khá là đẹp nè, bàn ghế rồi cũng khá là chỉnh chu. Chú ở có một mình mà thấy gọn gàng quá chứ. Nhà này nó nghe cũng mấy chị cho chú cho tiền thôi chứ chú cũng có nhiều. Mấy chị chú ở nước ngoài hả? Cũng có nước ngoài cũng mấy người cũng lượng, mà có mình không dám nói mình khoe. Chú có sống với ai trong nhà không mà sao cháu thấy gọn gàng quá vậy? Của mình chú à, Chú cũng kỹ tính dữ ha, cũng rất là gọn mình gàng ha. chú à, thờ cha mẹ đó. Chú ở mình chú à. Cũng
Ngôi nhà cũng rất là khang trang ha, đầy đủ tiện nghi và cũng rất là sạch sẽ. đầy đủ lắm rồi, nhưng mà Dạ. nó còn thiếu là cái gì cũng đầy đủ, có thiếu một À, cái đúng rồi, thiếu thiếu cái mới đi tìm chứ. nói nghe cũng buồn lắm, nhiều khi mà ai chú nói thiệt chứ chú bây giờ chú chạy xe ra Bình Dương đồ Long Ninh đồ chú đi đám đồ chú đi ông đa không mà Dạ, chú ngồi lui ra sao chú Thành? Lui ra sao? đó Chú ngồi lui ra đâu sao chú? À đúng rồi, chú ngồi thẳng người lên, thẳng lên, ngồi à đó cho nó đẹp hả chú? thì Rồi. chú đi đâu chú cũng đi ông đa không mà chú chạy ông đa đi Châu Đốc rồi chú cũng đi ông đa đồ Chú khỏe ha. thường lắm. Chú còn khỏe mà bị gì cái thể lực mình có mình chạy xe xe đua đó rồi sức khỏe đầy đủ lắm. Với cặp mắt của chú cũng còn sáng ghê ha. Hôm nay chú quyết định dấn thân vào cái chú đang bị thiếu nè. Chú muốn tìm cái thiếu này nè, cái phần nửa thiếu còn lại của chú nè là cái mẫu người phụ nữ như thế nào để phù hợp với cuộc sống của chú, và cũng đừng có để phải như 2 lần trước nữa. Thì nói nghe mình bây giờ chú thì cũng lớn tuổi rồi, chú cũng tìm một nửa yêu thương đó, một người đàn bà người có tâm có đức vậy thôi đó, đặng mình về sống cho sau này ông lo bà lo ông vậy thôi, chứ bây giờ chú cũng không có cần cao sang hay là cái gì hết đó, cái cuộc đời chú là như vậy là đủ rồi. Nó sau này là sau này bây giờ nó thiệt chứ bây giờ nữa cũng trở thành cát bụi à con ơi, Đúng chứ rồi. mình đâu có lên được cái gì đâu Dạ. đó, thành ra bây giờ cuộc đời chú là chú có nhiêu đó vậy là thôi à đó. Rồi các con của chú có chia hết chưa? Thì nó ngay tụi nó thì nó có cái lối sống riêng của nó hết rồi, chú không có lo. Dạ. Thì bây giờ chú ở cái nhà thờ đó vậy thôi. Rồi chú có muốn cái cô đó có công ăn việc làm, nhà cửa ổn định không? Thì thí dụ như không không có công ăn việc làm không có nhà cửa cũng được, thì về vậy với chú thì sống nhiêu đó là cũng được thôi chứ không có gì. Đúng rồi, nhà chú quá trời đẹp, quá trời rộng nè, không có ai ở nữa thì cần gì cái nhà nữa, nếu mà không có về ở với chú thì tốt hơn Thì nè. đúng rồi, ví dụ như mình của mình thì nó hay tiền bạc thì không có nhiều như người ta nhưng mà đủ ăn thôi. Sáng hai ông bà đi uống cà phê, rồi đi chợ về nấu ăn, rồi chiều đi uống cà phê rồi về nghỉ ngơi, vậy là đủ rồi, sướng quá trời rồi coi. Chú thì nó nghe cái mộng chú là sau này gặp một người như vậy á Giống như vậy đó, đó. người đó cũng thích mình, thích đi chùa ha, đi chơi đồ, những cái lúc mà đi chùa đi chiền đồ đặng mình đèo với nhau mình đi. Yeah. Wow, vậy thì nó cực kỳ quý, là cực kỳ quá tốt. Rồi bây giờ chú Thành nè, chú muốn cái cô đó độ tuổi bao nhiêu? Thì nó nghe chú thì chú không có thích nhỏ nha, chú Dạ. cũng thích lớn là từ 58 đổ lên tới 65 bằng chú vậy thôi chứ chứ không hơn mà không dưới nữa Từ đó, năm chú thích 58 tới 65 ha. à đúng rồi, cái lứa tuổi đó thì có nó nghe họ cũng hiểu biết nhiều. Dạ. Rồi chú Thành, chú muốn cái cô đó ở cái vùng miền nào chú? Ở miền Tây mình đi Miền Tây mà đi. ở miền Tây mình đi chứ mình ở mấy cái vùng ngoài mình đi không có nổi ra mà tới ngoại đâu, Mỗi ví lần dụ đi. như là muốn về quê này kia nọ cũng xa lắm Đúng rồi, lớn tuổi rồi thì gần gần đi ha. Nhiều khi ví có chạy dụ như xe là gắn máy. phố hay là Long An rồi Vĩnh Long Cần Thơ rồi cũng được. Đó mình còn chạy tới đó. Rồi bây giờ chú Thành nào, Minh Hoàng hỏi thiệt với chú một câu.
Chú xem mấy tháng nay rồi chú có ấn tượng một cô nào đó rồi đúng không? Sao chú cười chú đúng không? Đúng không? Để nở nhà Minh Hoàng sao hả? Rồi chú cũng với cái mức độ tuổi chú đưa ra thì Minh Hoàng cũng đoán mò phỏng phỏng thì chắc chú cũng Minh Hoàng cũng biết là chú cũng có chấm một cô rồi. Nhưng mà bây giờ mình lớn rồi, mình nói ra nhiều khi sợ cô đó không đồng ý thì nó cũng hơi kỳ chú ha. Thôi thì giờ hôm nay chú bày tỏ bản thân thôi để các cô tự chọn chú ha. Rồi sau khi cái video này đăng lên á thì chú Thành ví dụ như có muốn gửi cái đường link cho cái cô mà chú ấn tượng á, rồi chờ trả lời, nếu mà có trả lời thì để các cô khác chọn chú cũng được mà. Với cái tiêu chí chú đưa ra cũng khá là đơn giản thì Minh Hoàng nghĩ sẽ rất là nhiều cô hợp với chú lắm đó. Thì mình cũng lớn rồi, mình lựa người nào mà chỉnh tài được thôi. Kỳ này nhớ lựa lựa kỹ chú ha, tại vì 66 rồi, lớn rồi, chứ mà lựa không kỹ nữa là giống như 2 lần trước nữa là xỉu ngang luôn á. chắc Mày chắc cái là bỏ, số lần này mà giống như 2 lần trước nữa là nghỉ đạp xe luôn bây á, đạp hết nổi luôn. giờ biết sao nhiều khi nó buồn buồn về nè, những cái lúc mà đi đi xe đi du lịch đồ đi ông đa đó, có cái lúc mà tôi đi lên Châu Đốc hay đi Bình Dương đi đâu á mà mình ngồi ở trên chiếc xe mà mình thấy ở trước có cái cặp á, có cái cặp á họ chạy đôi của bạn mình ngồi á, làm sao mình chạy của mình rất buồn luôn đó mọi người. Buồn mà tuổi rồi tại sao mà cái số phận mình nó như vậy, ta mình mà người ta đẹp đôi còn mình bây giờ một mình chạy thui thui của mình cũng buồn lắm chứ, rồi tối về ngủ cũng vậy buồn. Mà cũng may là vào thời điểm này trời rất là nắng nóng ha. Chứ mà gặp mà trời mà mưa bão nữa là ếch nhái kêu nữa là chắc là thảm hơn nữa. Còn buồn bã dữ nữa. Rồi, chương trình ghi nhận sự chia sẻ trải lòng của chú Thành. Cảm ơn chú Thành rất là nhiều, đã dành thời gian quý báu để chú cháu mình có cái cuộc trò chuyện tâm sự vui vẻ ngày hôm nay. Minh Hoàng cũng cầu chúc cho chú Thành sớm ngày tìm được cái nửa yêu thương đúng với cái ước nguyện của chú ha. Rồi thì chú cũng chúc cho cái chương trình của Minh Hoàng ngày phát triển, và sau đó là cũng chúc chị em trong nước và ngoài nước được nhiều sức khỏe và làm ăn phát tài nha. Cảm ơn chú Thành rất là nhiều. Nếu quý vị thấy chú cháu Minh Hoàng trò chuyện vui, quý vị đừng tiếc cho Minh Hoàng và chú Thành một like, một chia sẻ và một lượt đăng ký. Minh Hoàng cảm ơn rất là nhiều. Trước khi kết thúc video, mảnh ghép yêu thương cầu chúc quý vị và các bạn có một ngày thật nhiều sức khỏe, niềm vui và thành công trong cuộc sống. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chào chú Thành ha. Hai chào luôn.